Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Soccer TV. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2024. Soccer TV muốn chia sẻ cho các bạn một dòng lan có thể nói rằng là ai ai cũng trồng. Em này là biểu tượng của những người chơi phong lan. Đó chính là cây ngọc điểm hay còn gọi là nghinh xuân, đai châu. Cũng là một dòng lan nhưng mà em này lại có 3 tên khác nhau bởi vì là có 3 miền. Miền Bắc thì gọi là đai châu, miền Trung gọi là nghinh xuân, miền Nam gọi là ngọc điểm. Và sau của cũng xin nhấn mạnh rằng là video này là video cuối cùng của chuỗi series những cây đai châu Thái lá mít xếp, cây 4 cặp lá trở lên, hàng chơi Tết 2025. Lô này là lô cuối cùng shop có chia sẻ. Nên vì vậy mà có rất là nhiều cây đẹp. Tất cả những cây này sẽ làm bông Tết 2025 cho các bạn. Và có rất là nhiều cây, có rất là nhiều cây đang có biểu hiện đó chính là nhú ngồng. Đây các bạn thấy không? Đó. Hoặc là bên này cũng vậy này. Đây. Nhú ngồng đây. Bên này sao? Có rất là nhiều cây bắt đầu nhú ngồng rồi nhé. Nhú ngồng sớm đó. Hiện tại shop có đang chia sẻ là một chậu đai châu Thái lá mít xếp, cây 4 cặp lá trở lên. Chơi Tết 2025 với giá là 120.000 một chậu. Có thể rằng là gần Tết cũng sẽ có một lô dạng như thế này. Nhưng mà giá tiền của em nó sẽ có thể cao hơn rất là nhiều. Hiện tại là còn cách Tết khoảng 3-4 tháng. Giá của em hiện tại chưa có lên cao. Chỉ có 120.000 một chậu mà thôi. Nên vì đây là thời điểm để các bạn sưu tầm những cây đai châu Tết. Giá là giá mềm mại. Cây rất là đẹp. Về cách trồng thì rất là đơn giản. Các bạn có thể là ghép chậu giống như sóc cò cũng được. Các bạn chèn thêm vài miếng than nữa là xong. Chậu này thì sóc cò trồng cũng sai như thế này và sóc quả trồng được 5 rưỡi rồi. Và em ấy hiện tại cây rất là đẹp. Dòng này mà muốn được đẹp nhất đó chính là phải trồng và ít nhất phải được 10 cặp lá các bạn. Cây thì sóc quả chia sẻ các bạn cây được 4 cặp lá rồi. Giá là 120.000 một chậu. Các bạn mà lấy 5 cây sóc quả sẽ lựa cho các bạn là 5 kiểu lá khác nhau tương ứng với 5 màu. Chứ sóc quả không bán hàng bảo hành chuẩn mặt bông như là đỏ, trắng, đốm, bò sữa, cam, vàng, hồng sắc pháo, hồng cánh sen. Là cái điều đấy là không có làm được. Ví dụ sóc cò sẽ lựa cho các bạn là cây này cổ lá chấm li ti đen này, sẽ sổ ra một màu. Em này cổ lá màu đậm, đỏ sẽ ra một màu. Hoặc như em này cổ lá xanh sạch sẽ ra một màu. 5 cây 5 kiểu lá. Còn đâu là về cái này đó. Cái này nó là cây rêu các bạn nhé. Về trà nó ra thì không phải để như vậy này. Bởi vì đây trâu rất là ưa ẩm mà. Nên em ấy rất là nhiều rêu. Các bạn chỉ việc nhẹ nó cũng ra đây. Cây thì lô này rất là khỏe mạnh, có rất là nhiều cây đầu rễ xanh như này này. Rất nhiều đầu rễ xanh. Các bạn mua 5 cây sẽ được miễn tiền ship nhé. Còn nếu các bạn mua 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, phí ship nhanh toàn quốc là 35.000. Cây rất là đẹp. Lô này là lô cuối cùng, cây rất là đẹp. Bản lá rộng 4 cm. Bản lá rộng 4 cm và khoảng cách giữa hai đầu lá là nó khoảng từ 28 cho đến 32. Ví dụ xong còn lấy cây thước sẽ đo cho các bạn này. Khi mà nhận hàng á, mọi người lưu ý gì? Lưu ý kỹ là lấy cây thước ra mọi người đo này. Bản lá ví dụ như là bản lá rộng 4 cm này. Đó. Và khoảng cách giữa đầu lá bên này, đầu lá bên này nó rơi khoảng 28 cho đến 32. Em này là khoảng cách đầu lá bên này là rơi vào khoảng bao nhiêu đây? 32 này, đó, nó nằm trong khoảng đấy và cây có 4 cặp lá trở lên. Cây không bị lỗi lá gì cả. Rất là đẹp. Dòng này thì một năm ra bông một lần vào dịp Tết Nguyên Đán. Vì vậy mà 11 tháng trong năm chúng ta chủ yếu là ngắm lá và rễ nhiều. Lá mít xếp là lá rất là đẹp, được rất là nhiều người sưu tầm. Công tâm một cách nhận xét một cách khách quan nhất thì là cây 4 cặp lá mà chơi Tết, cây lá mít xếp giá 120.000 là cái giá chấp nhận được. Giá chấp nhận được. Rất là đẹp, có nhiều cây nhú ngồng sớm và cũng sẽ có nhiều cây chưa nhú ngồng. Nếu mà cây nào mà chưa nhú ngồng có thể là sang tháng em sẽ nặng ngồng cho các bạn. Đây cũng có nhiều rất là nhiều cây đang ngồng này. Hạt gạo bên kia lá đấy. Đó, rất là nhiều. Đấy cũng vậy này. Em lại cũng vậy này. Nhiều lắm. Cây rất là đẹp. Ví dụ như là cổ lá này, cổ lá chấm li ti đen sẽ ra một màu. Cổ lá trắng xanh sạch sổ ra một màu. Cổ lá đậm lại sẽ sổ ra một màu. Rất là nhiều màu sắc. Đỏ, trắng, đốm, bò sữa, cam, vàng, hồng sắc pháo, hồng cánh sen, blue. Rất nhiều.
Tuyệt đẹp. Những cây này thì càng gần đến ngày Tết, giá của em sẽ càng cao, và lúc đấy sẽ hạn chế về những cây có ngồng. Thời điểm này các bạn sưu tầm về ghép chậu, ghép lũa cũng rất là được. Khu vực bên này là sóc cò nè. Năm nay sóc cò rất là khoái trâu, ghép rất là nhiều trâu. Rất là nhiều trâu. Cũng có rất là nhiều cây nhú hạt gạo rồi. Và năm nay là chắc chắn là có hàng để chơi Tết rồi. Rất là đẹp. Trâu rất là thích. Bên này cũng vậy. Bản ná của em rất là to, rất là đã. Chơi trâu phải cần thời gian các bạn này, phải cần thời gian. Vườn của các bạn mà chưa có những cây đầy trâu ghép lũa hoặc là ghép chậu thì có thể sưu tầm một vài cây và trồng chơi. Giá chỉ có 120.000 một chậu mà thôi. Hết lô này là sẽ là khoảng phải đến gần Tết, phải đến gần 4 5 tháng nữa mới có một lô tiếp theo. Và lô tiếp theo thì không biết là cây sẽ còn đẹp được như lô này hay không. Mọi người sưu tầm nhanh chút sóc cò. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.